Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn xin giới thiệu với bạn dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Mini S5570 chính hãng tại Di động Cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng của điện thoại Samsung Galaxy S5570, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc để tư vấn, hướng dẫn, thay mới, sửa chữa, khắc phục các lỗi liên quan đến điện thoại Samsung Galaxy Mini S5570 chính hãng tại Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay. Hiện tại đến với Di động Cao cấp.vn, quý hàng có thể khắc phục được mọi lỗi liên quan đến điện thoại Samsung Galaxy Mini S5570, từ thay màn hình, thay cảm ứng, rung chuông, mic, sửa chết nguồn, treo logo, chân sạc, vân vân và vân vân. Tất cả những lỗi mà xảy ra của điện thoại Samsung Galaxy Mini S5570 đều được khắc phục nhanh, hiệu quả, chính xác tại Di động Cao cấp.vn. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với điện thoại Samsung nói chung và Samsung Galaxy S5570 nói riêng, Di động Cao cấp.vn tự hào là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy hàng đầu hiện nay. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy S5570, quý hàng có thể truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đến đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cách khắc phục các lỗi sự cố mà điện thoại Samsung Mini Galaxy Mini S5570 của quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay.